Kính chào quý vị, chúc quý vị có một ngày mới tốt lành, tràn đầy năng lượng. Và cảm ơn quý vị luôn dành thời gian cho thông tin thời sự trên sóng truyền hình BRT. Thưa quý vị, một thông tin vui được khá nhiều người dân Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình buổi sáng hôm nay là quy định mới về nâng cao chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Dự thảo này vừa được Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Theo quy định mới này, chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên sẽ tăng lên như thế nào? Và theo đó, việc xem xét tuyển chọn đầu vào đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao để nâng cao chất lượng các giải đấu của tỉnh sẽ được ngành thể dục thể thao thực hiện ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong gõ cửa ngày mới. Mỗi ngày chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị về một chân dung, một gương mặt với những việc làm đầy ý nghĩa, góp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Và câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nữ nhà giáo trẻ của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người vừa được tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 21 diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Và một trong những hoạt động được khá nhiều người đón đợi đó là được xem những bộ phim mới nhất của điện ảnh Việt Nam. À, phải không chị Mỹ Quyên? À, vâng, đúng rồi đó. À, bởi đó cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc đã được lựa chọn để cạnh tranh tại các liên hoan phim. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những bộ phim truyện đang là ứng cử bông sen vàng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 ở cuối chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý được ghi nhận trong 24 giờ qua. Hoàn thành dứt điểm các công việc theo đúng tiến độ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 6. Kết nối du lịch Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Triển khai xây dựng hai dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Châu Đức. Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Những thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ và các bộ ngành trung ương sẽ được chúng tôi cập nhật đầu tiên trong phần điểm tin vòng quay 24 giờ sáng nay. Theo Nghị định số 91 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 19 tháng 11, các hành vi lấn chiếm đất sẽ bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng. Trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm dưới 0,05 hectare, và phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định. Mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có văn bản yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Bộ Giao thông Vận tải cần tập trung vào phân tích thực trạng khó khăn vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng, từ đó đề xuất giải pháp đồng bộ, bảo đảm chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang hình thức điện tử. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn và linh hoạt nhằm thu hút người lao động đến với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất bổ sung 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện mới, gồm chế độ thai sản, chế độ ốm đau và chế độ trợ cấp gia đình, trẻ em. Bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành, theo đó, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Không được nhận bảo hiểm xã hội một lần cũng là điều kiện để người lao động có thể được hưởng hai chế độ còn lại. Chuyển sang những ghi nhận nổi bật tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019. Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng, các ban của tỉnh ủy,
các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các sở ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy, về thực hiện một số nội dung liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Ban tổ chức tỉnh ủy lưu ý cấp ủy các cấp khi xây dựng đề án nhân sự, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng, cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định, bám sát quy định hướng dẫn và trên cơ sở nguồn cán bộ tái cử và quy hoạch. Cấp ủy các cấp xác định cơ cấu số lượng cấp ủy theo từng địa bàn, lĩnh vực. Ban tổ chức tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy tuân thủ nghiêm cách thức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019 đúng quy định của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan tập trung triển khai, hoàn thành dứt điểm các công trình dự án và một số nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra. Tỉnh ủy giao Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện từng công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Theo yêu cầu của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, những công trình dự án phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2020, gồm dự án nạo vét và tái thiết hạ tầng khu vực kênh Bến Đình, Vũng Tàu, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Vũng Tàu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu, nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt của tỉnh và huyện Côn Đảo, hoàn thành việc xử lý dự án Sài Gòn Atlantic, hoàn thành các thủ tục để tổ chức khởi công dự án đường Long Sơn Cái Mép. Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan liên quan hoàn thành việc đấu giá các khu đất để thực hiện các dự án khu Mũi Nghinh Phong, cụm nhà đất số 3, cụm nhà đất số 5, khu nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam, khu vực An Hải Côn Đảo, khu Paradise, khu đô thị Vũng Tàu Marina City, trung tâm logistics Cái Mép Hạ, khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ Mây Bà Rịa. Trước tháng 9 năm 2020 là thời hạn mà các cơ quan liên quan phải hoàn thành để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu vườn thú hoang dã Safari Xuyên Mộc, khu du lịch núi Dinh Bà Rịa, khu đô thị Bến Đình, khu đô thị mới Gò Găng Vũng Tàu, khu đô thị Tây Nam Bà Rịa, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tại khu du lịch Vũng Tàu Intuco, Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu vừa ký kết hợp tác du lịch với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất kết nối trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch, liên kết các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh trong khảo sát xây dựng tour tuyến và hợp tác trong tuyên truyền xúc tiến quảng bá du lịch kêu gọi đầu tư. Bà Rịa Vũng Tàu có thế mạnh du lịch, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, trong khi tỉnh Bình Thuận thì cũng nổi trội về du lịch, nông nghiệp. Nên việc ký kết hợp tác giữa ngành du lịch hai địa phương là cách nối liền dải bờ biển liền kề, tạo những sản phẩm tương hỗ, đồng thời khai thác tối đa lợi thế khác biệt của hai địa phương để phát triển du lịch bền vững. Tại lễ ký kết hợp tác du lịch với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận, đã thông tin về sự kiện Hội tụ xanh lần 2 sẽ diễn ra tại Bình Thuận vào tháng 4 năm 2020 và mời Bà Rịa Vũng Tàu cùng tham gia. Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức farm trip để Hiệp hội Du lịch hai địa phương gặp gỡ, khảo sát dịch vụ, sản phẩm, đặc thù trong văn hóa bản địa, chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút khách du lịch quốc tế. Lễ động thổ và ký kết tổng thầu EBC xây dựng hai nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Khoét 1 và Hồ Tam Bó đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CI đồng tổ chức. Hai nhà máy này nằm ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Khoét 1 do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư năng lượng tự nhiên DTD làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích mặt nước khoảng 33,6 ha. Nhà máy điện mặt trời Hồ Tầm Bó do Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng CY làm chủ đầu tư, cũng xây dựng trên diện tích mặt nước khoảng 33,6 ha. Khi đi vào hoạt động, dự kiến vào tháng 6 năm 2020, hai nhà máy sẽ mang lại nguồn điện năng xanh, sạch, cung cấp cho khu vực huyện Châu Đức nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, góp phần giảm tải áp lực thiếu điện và phù hợp với xu thế phát triển năng lượng tái tạo của thế giới. Thưa quý vị, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Bequaco, chất lượng nguồn nước của các nguồn cung và tại khu vực Hồ Đá Đen luôn được duy trì ổn định, bảo đảm các tiêu chí an toàn và chất lượng khi phục vụ người dân. Thời gian qua, cùng với các ngành chức năng và địa phương, công tác bảo đảm an toàn cho nguồn nước đầu nguồn luôn được Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Bequaco chú trọng thực hiện. Ngoài tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức không xả rác hóa học, chất thải nông nghiệp xuống lòng suối hồ,
BEWACO thường xuyên tiến hành kiểm tra 4 lần một tuần ở các khu vực hồ chứa nước, suối đầu nguồn của tỉnh. Hàng tháng, công ty cũng tổ chức lấy mẫu tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện những bất thường có thể xảy ra. Công ty cũng thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền trong nhân dân quanh khu vực các hồ chứa nước, nhất là hồ Đá Đen, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước đầu nguồn. Phần cập nhật cuối cùng trong vòng quay 24 giờ sáng nay là những ghi nhận về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Thưa quý vị, có hai sự kiện nổi bật liên quan đến sự kiện được các phóng viên tiếp tục chuyển tải, đó là triển lãm Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh và lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Nằm trong khuôn khổ, các hoạt động của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 được tổ chức từ ngày 23 đến 27 tháng 11 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Triển lãm với chủ đề Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh được tổ chức tại nhà truyền thống cách mạng Vũng Tàu, số 1 Ba Cu. Tại triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng hơn 200 hình ảnh của biển đảo Việt Nam qua nhiều bộ phim nổi tiếng ở các thời kỳ như Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Chiến đấu giữa đảo quê hương, Những cô gái ngư thủy, Dùng đảo dựng chiến lũy, Đường mòn trên biển Đông, Bản hùng ca về biển, Đời cát, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Nhìn ra biển cả, Người cộng sự, phim Ngọn đèn trên sóng, Đảo Lý Sơn, Làng lính nơi đảo xa, Hoàng sa trong lòng tổ quốc, Bám biển, Đảo của dân ngụ cư, Nhớ biển, Biển xanh kỳ thú, Người bất tử. Đây đều là những phim đang được Viện phim Việt Nam lưu trữ. Thông qua các hình ảnh trưng bày tại triển lãm, ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 mong muốn giới thiệu đến công chúng những cảnh sắc tươi đẹp của biển đảo Việt Nam, qua đó khơi dậy, dung đắp tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là niềm tự hào với biển đảo quê hương. Thông qua các triển lãm này, chúng ta giới thiệu những vấn đề mà liên quan tới biển đảo, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, một địa phương nằm trong cái vùng kinh tế biển. Thì những hình ảnh mà trong triển lãm được trưng bày thì có thể nó nói lên được cái tình yêu quê hương, yêu đất nước và cái nhận thức của người dân đối với vấn đề biển đảo, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay chúng ta nói rất nhiều về chủ quyền biển. Đó cũng là một cái mục tiêu của liên hoan phim, một cái ý tưởng của ban tổ chức để đưa người dân tới thông qua cái xem những hình ảnh của triển lãm là hiểu được cái biển đảo quê hương của Việt Nam nói chung và của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Thì đó cũng là một cái cách để giáo dục, đặc biệt là các thế hệ trẻ đối với vấn đề là bảo vệ chủ quyền bản đảo, biển đảo của đất nước cũng như của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Triển lãm này thì con đã học được là mình phải biết yêu quê hương đất nước của mình. Và con đang học ở trường trung học cơ sở Châu Thành và tọa lạc ở thành phố Vũng Tàu. Nên là con phải có ý thức là bảo vệ môi trường biển thêm xanh sạch đẹp bằng những hành động như là nhặt rác ở ngoài biển và không sử dụng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Triển lãm Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh kéo dài từ ngày 23 đến 27 tháng 11. Với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 đã chính thức khai mạc vào tối qua 23 tháng 11 tại khách sạn Pullman, Vũng Tàu. Lễ khai mạc đã vẽ nên một bức tranh hoành tráng về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam từ năm 2017 đến nay bằng những nét chấm phá vô cùng đặc biệt đến từ chính những tác phẩm dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam, cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim, người mẫu, các vị khách quốc tế. Bên cạnh nghi thức giới thiệu các thành phần quan trọng của liên hoan phim, các đoàn làm phim, lễ khai mạc liên hoan phim còn có nhiều tiết mục nghệ thuật ca múa được dàn dựng công phu, đậm chất điện ảnh. Và điểm nhấn trong phần nghệ thuật tại buổi lễ là những ca khúc trong các tác phẩm phim truyện được dàn dựng minh họa cách điệu một cách công phu. Dấu ấn Bà Rịa Vũng Tàu với bản sắc văn hóa biển đảo cũng được khắc họa đậm nét trong các tiết mục nghệ thuật. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có sự tham gia của 104 bộ phim ở các loại hình từ 38 đơn vị sản xuất phim trong cả nước, trong đó gồm 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình. Phim chiếu trong chương trình toàn cảnh gồm 14 phim truyện điện ảnh và 16 phim tài liệu. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ trao giải cho những cá nhân và các tác phẩm xuất sắc ở 4 mảng: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình.
Ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 vẫn tiếp tục có giải bình chọn của khán giả dành cho phim được yêu thích nhất tham dự chương trình phim toàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kỳ vọng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tạo, sản xuất và phổ biến các tác phẩm điện ảnh, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, nhà sản xuất phim và phát hành phim trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 cũng là cơ hội vàng để địa phương quảng bá sâu rộng hình ảnh thiên nhiên con người Bà Rịa Vũng Tàu đến bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thưa quý vị, tháng 11 năm 2019 vừa qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hai gương mặt trẻ của ngành giáo dục được chọn tham dự lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Hai nhà giáo trẻ ấy là ai? Và trong ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với một trong hai nhà giáo tiêu biểu này. Đã có 9 năm làm hiệu phó, rồi hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Duy Tân, thành phố Vũng Tàu. Năm học 2017-2018, cô Nguyễn Thị Song Thương được điều chuyển về làm hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Đảm những vai trò đầu tàu ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt học tốt. Với cô Thương, dù đã có bề dày quản lý 9 năm, vẫn cảm thấy nhiều áp lực. Để có thể làm tốt được cái công tác quản lý ở trường này thì tôi cũng suy nghĩ xem thử là mình cần phải làm gì cho cái trường khi mà thành tích đã là đỉnh cao như thế rồi. Tôi có thể khai thác thêm những cái điểm mạnh của các em, những điểm mạnh của giáo viên. Đó là tham gia các cái hoạt động, ngoài cái việc học văn hóa ra thì các cái hoạt động hỗ trợ toàn diện cho các con cũng rất là quan trọng. Ngay khi đảm nhận chức trách mới, cô Song Thương tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhà trường. Tham khảo ý kiến của ban giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên để có cơ sở xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tế. Nhằm tạo hứng thú cho cả thầy và trò dạy tốt học tốt, cô Thương chỉ đạo phát động tổ chức các cuộc thi làm đồ dùng dạy học, nghiên cứu và sáng tạo khoa học kỹ thuật, viết sáng kiến kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Song song đó, cô Thương với vai trò một hiệu trưởng cũng luôn quan tâm động viên giáo viên, học sinh không ngừng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của năm học và có phê bình lẫn biểu dương rất kịp thời, sát sao, công bằng với mọi giáo viên, học sinh. Thì tôi thấy rõ ràng là từ khi cô Song Thương về, nó đã thổi thêm vào một cái luồng không khí, một luồng cái luồng sinh khí mới. Đó là kể cả học sinh, kể cả giáo viên cống hiến và làm hết khả năng, cái năng lực của mình. Chỉ đạo giáo viên học sinh đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cô Song Thương là người đi đầu trong các hoạt động sáng tạo. Cô chủ trì thiết kế chương trình giáo dục 12 giá trị sống theo tổ chức UNESCO, tổ chức phiên chợ kế hoạch nhỏ, lễ hội ẩm thực Xuân Yêu Thương, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trong và trước cổng trường, nói không với sản phẩm nhựa. Các chương trình hoạt động được cô Thương và ban giám hiệu đẩy mạnh đã tạo môi trường học tập rèn luyện đầy hứng khởi, sáng tạo, chủ động và gắn kết cho học sinh ở tất cả các khối lớp trong toàn trường. Từ khi chị về công tác tại Nguyễn Ninh thì liên đội của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều khởi sắc như mặc một chiếc áo mới và chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào. Và 2 năm vừa qua liên tục liên đội trung học cơ sở Nguyễn Ninh đều nhận được lá cờ đầu của tỉnh về mặt hoạt động phong trào. Cô Song Thương là một thầy, một cô hiệu trưởng rất là trẻ, khỏe và rất là năng nổ, nhiệt tình. Từ khi mà cô về trường giờ, cái bộ mặt hoạt động của trường rất là sôi nổi và có nhiều cái tiến bộ. Và bên cạnh đó thì cái trường Nguyễn An Ninh thì rất tốt trong cái phong trào là dẫn đầu trong tỉnh ta lại về cái phong trào học tập. Với sự chỉ đạo quản lý của cô Song Thương, cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự nỗ lực của học sinh và đồng lòng của phụ huynh, kết quả giáo dục của trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh có nhiều bước đột phá những năm học gần đây. Tỷ lệ học sinh giỏi liên tục tăng từ 2-3%, tỷ lệ học sinh của trường đậu vào các trường trung học phổ thông công lập đạt hơn 96%. Trong đó, có hơn 40% học sinh đậu vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học 2017-2018, học sinh của trường đạt 110 giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, 44 giải cấp quốc gia. Thì năm học 2018-2019, trường có 91 giải ở các cuộc thi cấp tỉnh, 108 giải cấp quốc gia,
Đặc biệt, năm học 2018-2019, trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh có học sinh đạt giải nhì cuộc thi Olympic Toán Singapore và Châu Á SATMO. Hai học sinh đạt giải đồng và một học sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo robot trẻ quốc tế. Nhà trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Nhiều năm liền, cô Song Thương cũng là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh. Cô được nhận nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Và tháng 11 năm 2019, cô Nguyễn Thị Song Thương được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc. Tạm gác lại những thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu và trong nước, chúng ta đến với phần cập nhật tin tức quốc tế trong ngày mới. Chính phủ Hà Lan không hồi hương con cái các thành viên IS. Trò chơi bóng đá của người Maya cổ đại. Người Italy có tuổi thọ cao nhất châu Âu. Tưng bừng lễ hội rượu vang tại Pháp. Hôm nay, những thông tin liên quan vấn đề dân sinh giai đoạn hậu chiến tại Syria được cập nhật trước tiên trong Thế giới 360 độ. Thưa quý vị, Tòa Phúc thẩm Hà Lan vừa hủy phán quyết yêu cầu chính phủ nước này phải giúp hồi hương con cái của những phụ nữ từng gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh cãi tại các nước châu Âu về việc nên hay không nên hồi hương và cho tái hòa nhập cộng đồng đối với con cái của những phần tử thanh chiến nguy hiểm. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hà Lan ông Mark Rutte hoan nghênh phán quyết của Tòa Phúc thẩm và nói rõ con cái của những người phụ nữ từng gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria phải bị xét xử tại nước họ bị giam giữ. Theo ông Mark Rutte, chính phủ Hà Lan không nên bị kéo vào việc này khi bà chính cha mẹ của những đứa trẻ tự quyết định rời bỏ đất nước để sang Syria tham gia các nhóm thánh chiến. Động thái này diễn ra sau khi hồi đầu tháng 11, có 23 nữ thánh chiến IS đâm đơn kiện chính phủ Hà Lan, yêu cầu phải được hồi hương cùng 56 trẻ em đang sống trong các trại giam giữ ở Syria. Một tòa án cấp quận ở thành phố La Hay ra phán quyết yêu cầu chính phủ Hà Lan phải giúp đỡ các trẻ em. Nhưng tòa phúc thẩm cho rằng đây là vấn đề chính trị, không thuộc thẩm quyền phán xử của tòa cấp quận. Chuyển sang những lĩnh vực khác, viện dẫn các lý do an ninh, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC vừa đưa ra lệnh cấm mua các thiết bị từ hai công ty công nghệ của Trung Quốc, đó là Huawei và ZTE. Lệnh cấm được áp dụng đối với những công ty viễn thông Mỹ nhận được hỗ trợ ngân sách của chính phủ. Đây là động thái tiếp theo của chính phủ Mỹ trong việc bảo vệ hệ thống mạng lưới viễn thông, đặc biệt là mạng 5G của nước này trong tương lai. Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC thông báo các nhà cung cấp viễn thông của Mỹ sẽ bị cấm sử dụng các khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ để mua thiết bị của các công ty công nghệ của Trung Quốc như Huawei hay ZTE. Theo đánh giá của giới chuyên gia, lệnh cấm này chủ yếu ảnh hưởng tới các hãng nhỏ do các nhà cung cấp viễn thông chính ở Mỹ xưa nay không sử dụng thiết bị của các công ty Trung Quốc. Ngoài đưa ra lệnh cấm, FCC cũng cho biết sẽ cân nhắc xem có nên yêu cầu các công ty viễn thông loại bỏ những thiết bị của Huawei và ZTE đang được sử dụng hay không. Rút kinh nghiệm từ ngày hội mua sắm ngày thứ sáu đen trong những năm trước, các nhà bán lẻ tại Anh dự định kéo dài thời gian áp dụng các chương trình khuyến mãi trong nhiều tuần thay vì chỉ một ngày duy nhất, nhằm làm giảm tình trạng quá tải đối với mạng lưới cung ứng và phân phối tiêu dùng do nhu cầu mua sắm tăng đột biến. Trong bối cảnh vấn đề Brexit chưa được giải quyết và cuộc bầu cử sắp diễn ra đang tạo ra những bất ổn mới, chi tiêu tiêu dùng tại Anh đã giảm trong thời gian gần đây. Các nhà bán lẻ cũng phải tìm cách kích cầu, tung ra những ưu đãi hấp dẫn ngay từ giữa tháng 11 và sẽ kéo dài qua cả ngày thứ sáu đen 29 tháng 11. Các nhà phân tích cho biết các năm trước hoạt động mua bán bùng nổ diễn ra chỉ trong một ngày có thể làm giảm nhu cầu mua sắm của khách hàng trong thời điểm vàng này, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng Anh trong dịp này dự báo sẽ tăng 2,2% mỗi năm, tăng lên 4,3 tỷ bảng Anh. Dự báo 52% số người tiêu dùng Anh có ý định mua sắm trong ngày thứ sáu đen, với chi tiêu trung bình ở mức 224 bảng Anh. Trước khi có những trận bóng như ngày nay thì người Maya cổ đại cũng đã từng tổ chức các trận bóng đá có tên là Bóc A Tóc. Điều khác biệt là trong các trận bóng của họ, các cầu thủ phải tranh đấu không chỉ thắng thua mà còn là giữa sự sống và cái chết. Trò chơi này là một nét văn hóa cổ độc đáo hiện vẫn được lưu giữ tại Mexico. Người Maya cổ đại được cho là những người đầu tiên chơi môn bóng đá như ngày nay.
Port Arthur, môn thể thao này là hình thức giải trí và thể hiện tín ngưỡng của cộng đồng. Các cầu thủ Port Arthur được chia làm hai đội và vẽ lên người rất nhiều hình thù biểu tượng cho sự bảo vệ, sức khỏe và chiến thắng. Hai đội chơi phải luôn giữ bóng trên không trung và dùng hông, chân để chuyền bóng. Đặc biệt, các quả bóng ngày nay khác so với trước kia là có lửa. Với kích thước quả bóng nặng tới gần 3,6 kg, những cầu thủ trong trò chơi bóng đá cổ của người Maya tại Mexico sẽ phải thật khéo léo và mạnh khỏe mới có thể di chuyển và đỡ bóng. Chính vì vậy, họ phải đeo nhiều đồ bảo hộ để bảo vệ cơ thể không bị thương. Trong thời kỳ cổ đại, đã có hơn 3.000 trận đấu bóng diễn ra. Sau đó sẽ là nghi lễ hiến tế theo tôn giáo độc nhất vô nhị của người Maya. Đối với họ, đây là sự vinh hạnh và là điều cần thiết để giữ sự thịnh vượng ấm no. Khép lại bản tin Thế giới 360 độ là thông tin về công bố của tạp chí Lancet rằng Italy vẫn bảo vệ danh hiệu là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất châu Âu. Và đừng bỏ qua câu chuyện về lễ hội rượu vang tại Pháp quý vị nhé. Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Lancet đưa tin tuổi thọ trung bình của nam giới Italia ở mức 80,8 tuổi, trong khi con số này đối với nữ giới là 85,3 tuổi. Lancet khẳng định đây là mức tuổi thọ trung bình cao nhất tại châu Âu, trong khi xét trên toàn cầu, nam giới và nữ giới Italia lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 8. Nghiên cứu trên cho biết tuổi thọ trung bình tại Italia có xu hướng tăng đều kể từ năm 1990. Tuy nhiên, nghiên cứu nêu rõ hai vấn đề mà Italia đang phải đối mặt, đó là tình trạng già hóa dân số do tỷ lệ sinh thấp và sự cắt giảm có hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Với rất nhiều người dân Pháp, lễ hội rượu vang tươi Beaujolais Nouveau là một ngày đáng chờ đón trong năm. Bởi bắt đầu từ thời điểm này, những nhà bán lẻ, nhà làm rượu vang mới được phép bán những chai rượu vang đầu tiên của niên vụ trong năm. Điều đặc biệt của vang tươi vùng Beaujolais Nouveau là từ khi thu hoạch nho cho đến khi ly vang đầu tiên của lễ hội được rót ra chỉ vén vẹn trong khoảng thời gian 10 ngày. Vì thế không khó hiểu khi rất nhiều người mong mỏi được thưởng thức loại rượu vang này. Ban đầu, lễ hội rượu vang tươi Beaujolais Nouveau mang ý nghĩa ăn mừng cho một vụ mùa thành công. Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng của loại rượu vang này, sự kiện đã trở thành một lễ hội thường niên và có tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi. Năm nay, thông tin về việc Mỹ áp thuế 25% với rượu vang của Pháp phần nào khiến bầu không khí lễ hội bớt đi hào hứng. Dẫu vậy, bỏ qua đôi chút khó khăn, đây vẫn là thời điểm cả nước Pháp, cũng như rất nhiều người yêu vang trên khắp thế giới tưng bừng trong niềm vui với tiệc vang lớn nhất trong năm. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 đang được nhiều tờ báo cập nhật. Như trên báo Vietnamnet đưa tin, Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt đề án này, trong đó có nội dung quan trọng là 50% lãnh đạo trẻ từ cấp phòng ở Trung ương phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4. Theo mục tiêu đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 đặt ra, đến năm 2025, có 50% cán bộ, công chức ở Trung ương, 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định. Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn quốc tế. Bị Trung Quốc chê than chất núi tồn kho là nhan đề bài viết đăng tải trên báo Thanh Niên hôm nay, phản ánh tình trạng nhập khẩu than tăng gấp đôi. Trong khi đó, than trong nước xuất khẩu ngày càng ế và đỉnh điểm là thời điểm Trung Quốc chê không mua than của Việt Nam, khiến lượng tồn kho hàng triệu tấn. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, trong 10 tháng năm 2019, Việt Nam chi 3,25 tỷ đô la nhập khẩu 36,8 triệu tấn than, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn than nhập khẩu chủ yếu là từ Úc và Indonesia. Liên tục trong mấy năm gần đây, than lọt vào nhóm hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam và được dự kiến tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020-2030. Nhập nhiều nhưng thực tế Việt Nam vốn là quốc gia từng xuất khẩu hàng chục triệu tấn than mỗi năm. Báo Thanh Niên ghi nhận đánh giá của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính.
Đây là vấn nạn của việc quá phụ thuộc vào một thị trường. Khi họ hắt hơi, chúng ta cảm cúm nằm liệt giường rồi. 3 năm Trung Quốc ngưng mua, chừng đó thời gian chúng ta phải tìm cách giải cứu than khai thác. Nhưng vẫn chưa có giải pháp tối ưu nào. Nhiều trang báo hôm nay tiếp tục chuyển tải thông tin, ô tô sang chảnh giảm giá vẫn bết bát, gần hết năm chưa bán nổi 100 xe. Một bài viết trên báo Dân Trí thông tin cụ thể, 10 tháng đầu năm nay, lượng xe bán tải bán ra tại thị trường Việt Nam có xu hướng tăng lên, đạt hơn 18.200 chiếc, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp phí trước bạ được điều chỉnh. Cũng theo thông tin trên báo Thanh Niên, một số mẫu xe sang dù giá giảm nhưng doanh số suy giảm mạnh. Các dòng xe Mercedes có mức suy giảm đáng báo động khi chỉ bán ra được 1.400 chiếc, giảm 3.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giảm hơn 240% về lượng. Và theo khảo sát của phóng viên báo Dân Trí tại một số đại lý xe hơi ở Hà Nội, nhu cầu mua xe hơi trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, nhiều nhất trên thị trường. Thưa quý vị, không chỉ tại Mỹ, vài năm gần đây Black Friday đã trở thành một trong những dịp mà giới kinh doanh người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi nhất năm. Black Friday năm nay là ngày 29 tháng 11. Và theo ghi nhận của báo VN Express, mặc dù là còn một tuần nữa mới đến Black Friday, nhưng nhiều cửa hàng đã tung khuyến mại khủng để thu hút khách hàng. Thống kê từ bài viết trên báo VN Express, các mặt hàng thời trang như giày dép, quần áo, đua căng băng rôn quảng cáo giảm giá 50%, có nơi còn lên đến 80%. Một số cơ sở còn dừng bán trực tuyến để tập trung xả đồ tại cửa hàng. Thị trường bán lẻ truyền thống ồ ạt khuyến mãi, nhưng các sàn thương mại điện tử trong nước vẫn khá yên ắng. Sau khi dùng lực giảm giá khủng cho đợt lễ độc thân 11 tháng 11, Lazada, Tiki, Shopee đều bội thu với doanh số ấn tượng. Hiện mới chỉ có Sen Đỏ quảng cáo chương trình mua sắm hoàn tiền lên đến 100 tỷ đồng từ ngày 22 đến 29 tháng 11. Sau đợt khuyến mãi trước này, nhiều cửa hàng dự kiến tiếp tục bung nhiều chương trình giảm giá khủng vào cuối tuần sau. Thưa quý vị, dự thảo quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa được Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Đây là vấn đề mà ngành chủ quản trăn trở nhiều năm bởi chế độ chi tiêu của huấn luyện viên, vận động viên thể thao được quy định từ năm 2013 đến nay chưa hề thay đổi, trong khi mặt bằng giá cả liên tục tăng. Quan trọng hơn là mức lương cơ sở từ 1 triệu 150 ngàn đồng một tháng vào năm 2013 nay đã tăng lên là 1 triệu 490 ngàn đồng một tháng vào năm 2019. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng hiện hành không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho huấn luyện viên cũng như là vận động viên nhằm đáp ứng các yêu cầu tập luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tham gia các giải thể thao các cấp. Và chính từ thực trạng này thì Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao đã tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mới ở chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, thể dục thể thao và cả chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Để hiểu rõ hơn về các nội dung trong dự thảo quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Văn Cường, giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh trong Gõ cửa ngày mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, dự thảo quy định về chế độ dành cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính dành cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh vừa được Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua có điểm gì mới đặc biệt? Trước đây theo thông tư 149 thì chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thường xuyên của vận động viên đối với đội tuổi tuyển tỉnh là 150.000, nhưng hiện nay qua thông tư 61 thì tăng lên 220, có nghĩa là tăng lên 70.000, thì tăng khoảng 40%. Đối với vậy, vận động viên của đội tuyển trẻ là tăng từ 120 lên 175, và đối với vậy vận động viên của năng khiếu là từ 90 lên 130. Như thế thì chúng ta xem nghĩ rằng là tất cả các cái chế độ dinh dưỡng thường xuyên trong tập luyện thường xuyên, đây là chế độ gọi là hàng tháng, được tăng từ 30%. Việc thứ hai là chế độ dinh dưỡng trong tập huấn và thi đấu, hiện nay cũng có phần thay đổi về dinh dưỡng này. Thứ nhất là trong cái nghị định, trong cái thông tư 149, trước đây đối với vận động viên thì chúng ta chỉ hưởng được 200.000 đồng, nhưng hiện nay qua thông tư 61 thì chúng ta vận động viên của đội tuyển tỉnh hưởng 290.000, tăng 90.000. Đối với lại vận động viên trẻ và vận động viên của năng khiếu cũng tương tự như vậy, là
150.000 nhưng hiện nay đã là 220, tăng 70.000. Việc thứ hai là chế độ tiền công. Chế độ tiền công theo luật thể dục thể thao đã thay đổi 2018. Thì chế độ tiền công trước đây theo cái quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 2011 so với hiện nay là nghị định 152 ban hành 2018 thì chế độ tiền công đã chuyển qua chế độ tiền lương. Thì ngoài cái tiền lương đã tăng lên còn có các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn bất buộc, bảo hiểm tử túc và các cái chế độ khác như là chế độ thương tật, rồi chế độ bảo hiểm thương tật và chế độ chữa bệnh. Vâng, khi dự thảo quy định này được thông qua thì liệu các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của Bà Rịa Vũng Tàu có thể vơi bớt được nỗi lo cơm áo gạo tiền hay không thưa ông? Khi chế độ được ban hành và đưa vào áp dụng thì lực lượng vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là xem như đây là một những động lực to lớn và cũng là một trong những cái điểm sáng mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vận động viên, huấn luyện viên có điều kiện tập luyện tốt hơn. Và đối với vận động viên, huấn luyện viên thì nhìn nhận cái chế độ được tăng thì họ sẽ gắn bó hơn với ngành thể thao của tỉnh, bớt đi cái việc phải lo toan trong đời sống thường nhật hàng ngày và tập trung vào vấn đề tập luyện và nâng cao thành tích cho đội tuyển. Qua cái chế độ được nâng như thế này thì đối với vận động viên, huấn luyện viên cũng rất là phấn khởi trong cái tập huấn thi đấu, không phải lo lắng và cũng không phải là đứng núi này trông núi nọ. Có nghĩa là trước đây chúng ta là chế độ còn thấp thì các huấn luyện viên, vận động viên Bà Rịa Vũng Tàu hay hướng về những cái nơi tỉnh mà chế độ cao hơn, nhưng hiện nay các chế độ của nhà nước đã bão hòa từ trung ương đến địa phương. Do vậy các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lúc nào cũng gắn bó với đội tuyển và tương lai thì sẽ gắn bó hơn. Cởi bỏ được nút thắt cơm áo gạo tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thì ngành thể thao tỉnh ta sẽ hướng đến những mục tiêu gì trong tương lai thưa ông? Khi chế độ được tăng lên thì ngành thể dục thể thao sẽ xem xét tuyển chọn đầu vào một cách chặt chẽ và khoa học nhằm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên tập luyện. Thì qua đó thì các chế độ chính sách của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đáp ứng được cho nhu cầu của vận động viên và hướng đến tương lai thì thể thao Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hướng đến vào tham gia vào thi đấu đại hội tốt nhất trong kỳ thi đấu đại hội năm 2022. Trong đó tập trung các đội tuyển mũi nhọn như là Mây Thái, Vua Miền Nam, Judo và tất cả những cái môn thể thao mà hiện nay đã đạt được huy chương trong đại hội năm 2018. Về tương lai thì chúng tôi sẽ phát huy mạnh mẽ nữa những cái môn Olympic. Ví dụ như hiện nay chúng ta đã có môn bắn cung, môn bóng chuyền bãi biển. Đấy, tất cả những cái môn khác chúng ta phải đẩy mạnh lên để tiếp tục phát huy cái thế mạnh của điểm tàu trước đây. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thời điểm này, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cứ 2 năm một lần, sự kiện này lại diễn ra và rất nhiều người đón đợi sự kiện để được biết nền điện ảnh nước nhà chuyển biến thế nào, sắc màu ra sao. Nói một cách đơn giản thì đón đợi đến Liên hoan phim định kỳ để được xem những bộ phim mới nhất của điện ảnh Việt Nam. Mà lại là phim hay nhất nữa chứ, phải không Nhật Trường? Đúng rồi, bởi vì chắc chắn là các tác phẩm đem đến Liên hoan phim phải là những tác phẩm xuất sắc. Và có tính cạnh tranh. Đúng rồi, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 thì có 16 tác phẩm là phim truyện, 29 phim tài liệu và 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình dự thi. Nhiều phim đạt doanh thu trước khi ứng cử Liên hoan phim đã tạo được dấu ấn như là có doanh thu cao như là 7, 9, 8, 10, Trạng Quỳnh, Vu Quy, Đại Náo. Và chúng ta tiếp tục chia sẻ những bộ phim truyện đang là ứng cử viên sáng giá cho bông sen vàng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 quý vị nhé. Lật Mặt, Nhà có khách là phần 4 trong series phim Lật Mặt đang rất ăn khách của ca sĩ, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất Lý Hải. Phim được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 12 tháng 4 năm 2019 và được mua lại bán quyền để phát sóng độc quyền trên kênh hạ tầng King Movies. Đây là phim kinh dị có yếu tố hài, không chỉ làm mưa làm gió trong nước mà còn mau chóng oanh tạc các phòng vé ở Mỹ, Úc với doanh thu lên đến 60 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày công chiếu. Lật Mặt, Nhà có khách cùng với Hai Phượng lọt top phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, Lật Mặt, Nhà có khách dự thi ở thể loại phim truyện và được công chiếu phục vụ khán giả lúc 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 tại rạp CGV Lapen Center ở địa chỉ 30A đường 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu. Một bộ phim đình đám khác của điện ảnh Việt Nam tham dự ở hạng mục phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21
là bộ phim hài lãng mạn Cua Lại Vợ Bầu của đạo diễn Nhất Trung. Phim đã ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2019 và nhanh chóng trở thành phim ăn khách tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Cua Lại Vợ Bầu kể về mối tình của Trọng Thoại, một anh chàng sửa xe cổ do Trấn Thành thủ vai và Nhã Linh do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai, là cô gái xinh đẹp tài giỏi. Thế nhưng, người bạn cũ của cả hai là Quý Khánh bất ngờ xuất hiện và gây nên hàng loạt xáo trộn trong trái tim Nhã Linh. Và một ngày Nhã Linh thông báo đã mang thai và quyết định rời xa Trọng Thoại, vì chính cô cũng không biết cha đứa trẻ là ai. Tuy nhiên, mối tình của Trọng Thoại và Nhã Linh vẫn chưa chấm hết. Trọng Thoại vẫn kiên trì với tình yêu của mình và quyết tâm cua lại vợ bầu. Bộ phim Cua Lại Vợ Bầu được trình chiếu tại rạp CGV Lapen Center lúc 19:30 ngày 24 tháng 11. Tôi nghĩ rằng là sự có mặt của những cái bộ phim Việt Nam mà sấp xỉ 200 tỷ hoặc là trên 100 tỷ đồng thì sẽ khiến cho liên hoan phim hấp dẫn và thu hút với khán giả đại chúng hơn rất là nhiều. Bởi vì trước đây thì như chúng ta vẫn biết là các bộ phim đoạt giải của Việt Nam thường là khá xa lạ với khán giả và thường là chưa chiếu ra thị trường hoặc là chiếu nhưng mà rất là ít khán giả. Thì năm nay đã có những cái bộ phim mà ăn khách có thể lan tầm đến cả thế giới như vậy thì tôi nghĩ là sẽ hấp dẫn hơn. Và tôi cũng đặt kỳ vọng vào một trong số những bộ phim ăn khách đấy ạ. Bên cạnh những bộ phim ăn khách do tư nhân sản xuất, phim truyền thuyết Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ có sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, cũng dự báo sẽ tạo sóng gió. Truyền thuyết về Quán Tiên chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Xuân Thiều, xoay quanh chuyện ba cô gái sống trong một hang động kỳ lạ giữa rừng già với một nhiệm vụ đặc biệt. Bên ngoài hang là bom đạn chiến tranh cày xới cùng một con vượn bí ẩn, và câu chuyện của họ đã trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết về Quán Tiên đã có buổi ra mắt tại Hà Nội trong khuôn khổ tuần lễ chiếu phim Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Với sức sáng tạo của người trẻ như đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, bộ phim kể về chiến tranh khốc liệt, đầy sức nặng tâm lý, đã tạo được nhiều thiện cảm trong lòng khán giả, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn khi trình chiếu rộng rãi toàn quốc. Liên hoan phim lần thứ 21 lần này thì mình thấy có một cái sự trở lại của phim nhà nước. Mình đang chờ xem thử chất lượng của các phim nhà nước hợp tác với tư nhân năm nay nó như thế nào. Mình kỳ vọng về truyền thuyết Quán Tiên thì mình nghĩ là đây là một bộ phim có vẻ là sẽ hay ho đấy. Khán giả Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được thưởng thức bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên lúc 19:30 ngày 26 tháng 11 tại rạp CGV Lapen Center, 33A, đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu. Trước khi rời khỏi màn hình để bắt tay vào thực hiện những dự định trong ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để chủ động hơn cho những kế hoạch của mình. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 11. Hiện khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang duy trì thời tiết khô ráo, mưa chỉ còn diễn ra vài nơi nhưng lượng mưa ít. Hôm nay trời nhiều mây, đôi lúc có nắng gián đoạn, cường độ nắng yếu so với những ngày qua. Khoảng đầu tuần tới, một bộ phận không khí lạnh mới sẽ tăng cường gây mưa nhiều nơi. Khoảng giữa tuần, bộ phận không khí lạnh này sẽ tác động nhẹ đến khu vực tỉnh gây mưa rải rác. Trời tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 74 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Độ ẩm tương đối 87%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khoảng đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh mới tăng cường sẽ khiến thời tiết biển tiếp tục động mạnh và diễn biến xấu. Do đó, người dân cần lưu ý. Tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 11 năm 2019,
mực nước cao nhất 405 cm xuất hiện lúc 0:30, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 16:15. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình thời sự sau.